biểu diễn các số hữu tỷ trên cùng một chục số nha, nghe cho kỹ để chút giao bài tập về làm nè. Ở đâu nhìn vô mẫu, có cùng mẫu không? Không. Thì bước đầu tiên tìm mẫu số chung, chính là tìm gì vậy? Bội chung nhỏ nhất của 3, 2, 2. Bấm máy tính ra sao? Chốt. Rồi. Tiếp tục viết cái phân số thứ nhất. 6, đây là mẫu là 6 mà là 3 thiếu mấy? Không biết lấy 6 chia 3 được. 2, lấy tử nhân 2, lấy mẫu nhân 2, chốt chưa? Tiếp. Này thiếu mấy? Thằng này thiếu 3. Thiếu 3 nha, trên nhân 3, dưới nhân 3. Tiếp, 3 phần 2, thiếu mấy? Thiếu 3 trên nhân 3, dưới nhân 3. Có kịp chỗ này chưa? Rồi. Sau đó nhìn mẫu đi, cùng mẫu chưa? Rồi. Mẫu là mấy? Mẫu là 6. Thì từ 0 đến 1 chia ra mấy phần? Đó. Nói lại. Mẫu là mấy? Mẫu là 6. Từ 0 đến 1 chia là mấy phần? 6 phần. Bắt đầu chia làm 6 phần. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Nhưng mà ở đây mình thấy có 9 phần nữa không? Ừ. Điểm tiếp 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là số 2. Rồi. Bắt đầu, nhìn vô, mấy phần? Mấy phần? 4. Điểm 1, 2, 3, 4, 4 phần. 4 phần 6. Như mà mình viết lại là 2 phần. 6, 2 phần 3. Tiếp, mấy phần? 3 phần. Điểm 1, 2, 3. 3 phần mấy? 3 phần 6. 3 phần 6 mình viết là gì? 1 phần 2. Tiếp, điểm 9 phần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 phần mấy? 9 phần 6. Mình viết lại bao nhiêu? 3 phần 2. Có hiểu không? Hiểu.